Chương trình bắn pháo hoa của thành phố Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ có nhiều điểm mới, và thông tin được ban tổ chức thông qua tại cuộc họp sáng nay 29 tháng 1. Theo đó, chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vẫn sẽ được tổ chức bắn một điểm bắn tầm cao và bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Đối với điểm bắn tầm cao, thay vì trận địa được bố trí trên bờ như các năm trước, năm nay sẽ được bố trí trên xà lan, sông Cần Thơ, cách nhà hàng qua sứ hướng về Đông Nam 300m, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Về số lượng pháo, trong 1.000 quả của bắn tầm cao sẽ có 50 quả pháo đặc biệt tạo sự hấp dẫn mới lạ bốn điểm bắn tầm thấp có 300 vàng được bố trí ở các vị trí. Điểm 1 tại khu đô thị Hoàng Gia, khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Điểm 2 tại công viên Phan Giang Trị, ấp Nhân Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Điểm 3 tại quảng trường huyện Thới Lai, ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Điểm 4, tại công viên Cờ Đỏ, ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Về thời gian, điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ được bắn vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 10 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn đúng thời khắc giao thừa. Đối với điểm bắn tầm thấp sẽ được bắn vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão nhằm ngày 30 Tết.